Đây là hai màu son đỏ đáng mua nhất của nhà Romain thuộc dòng Blur 14, đấy là màu số 03 và màu số 04. Dòng này thì ra mắt đã lâu rồi và mình thấy là mọi người rất là thích hai cái màu son này luôn. 03 thì nó sẽ là một cái tông đỏ cam, trong khi đó thì 04 sẽ là một cái tông đỏ nâu và nó sẽ thiên về nâu nhiều hơn. Bạn nào thích một cái màu son nó dễ dùng hàng ngày thì mọi người chọn cho mình màu 03 Musky này nha. Đây là một cái tông đỏ cam rất là tôn da và tôn răng. Và với chiếc son kem lần này của nhà Romain thì nó sẽ hơi giống kiểu chiếc son kem bùn nha. Và để son lên được đẹp nhất thì mọi người nên nhớ là tẩy da chết và giữ môi thật kỹ cho mình nhá. Còn nếu như mọi người không thích màu 03 ấy, thì mọi người chọn cho mình màu 04 nha. Đây là một cái tông kiểu đỏ nâu. Màu này nếu như đánh nhạt từ 1 đến 2 lớp ấy, thì nó sẽ ra một cái tông kiểu hồng đất. Còn nếu như mà đánh chồng nhiều lớp thì sắc đất nó sẽ càng hiện rõ hơn. Công nhận là cái màu 04 này Romain pha rất là đẹp. Đánh vào thời tiết mùa đông thì siêu hợp lý luôn. Bộ bám của em này nằm trong khoảng từ 2 đến 3 tiếng nhất.